đi. Mắc gì mà cắn tôi? Thôi, má con thì có gì đóng cửa bảo nhau. Con nít không có ăn hiếp người lớn nha. Nè ông thầy ngấu ngơ, ông ở đâu chui ra vậy? Chuyện gia đình tôi liên quan gì tới ông? Tôi thấy lớn tiếng, tôi tưởng quýnh lộn, tôi mới qua can. Không kịp mặc cái quần. Tôi mới qua can, không kịp mặc cái quần. Thấy chưa? What? Cô có sao không cô? Sao chăng gì? Nè, tôi nhớ ông là giáo viên dạy toán, chứ không phải giáo viên dạy văn đâu mà tối ngày ông đi dạy đời người ta hoài vậy. Ông lượn đi cho nước nó trong, hiểu không? Không sao đâu, cảm ơn thầy. Dạ. Con gái mà hung dữ quá. Ê đó. Nè, nè,